Các bạn, đây trò chơi sẽ đá lợn. Chúng ta sẽ di chuyển trong vòng cái 4 cái ô vuông này. Người nào mà bị chạm vào chân sẽ thua. Đây, đội Đồng Văn sẽ thi với đội Bảo Lâm. Nope. Ra ngoài lại ơi. Đây là điệu nhảy hip hop của người đồng bào Lô Lô. Phần thi cái trò chơi rất là hay các bạn ạ. Mình cảm giác giống như kiểu chơi nhảy hip hop vậy. Ok, vừa rồi đã kết thúc phần thi của đội Đồng Văn và đội Bảo Lạc. Bây giờ sẽ tiếp theo sẽ chờ ban tổ chức. Bây giờ sẽ đổi lại phần thi. Bây giờ đội Bảo Lạc sẽ là người đá, còn đội Đồng Văn sẽ là người chạy. Vẫn chưa đá được. Nope. Đội Bảo Lạc có vẻ yếu hơn đội Đồng Văn rồi. Đội Bảo Lạc vẫn chưa sút được một người nào ở bên đội Đồng Văn cả. Trò chơi rất là hay, rất là thú vị. Ôi, giày da đá thì thôi rồi ấy, gãy chân đấy. Duyên chân đi về đi, duyên chân. Đội thị trấn đá trước. Đây, tiếp theo sẽ là đội thị trấn Mèo Vạc và đội Sinh Cái. Đội thị trấn đã cởi giày da ra rồi, tránh trường đá gãy chân đội bạn. Cái này đá được này. Đỡ nhanh chân được. Ừ. Lùa như lùa vịt thế nhỉ. Xin chúc mừng đội thị trấn Mèo Vạc. Đây, tiếp theo là đội Mèo Vạc sẽ là người chạy, còn đội Sinh Cái sẽ là người đá. Chúng ta sẽ quan sát nhé. Đồng Văn với lại Bảo Lạc. Bây giờ Đồng Văn với Bảo Lạc lại như
Vâng, đúng rồi, đội nào hai đội thắng thì thi với nhau, đội nào thua thì khác nhau, đúng rồi. Chúng ta sẽ chờ đợi xem đội nào sẽ được giải nhất nhá. Mình sẽ cổ vũ cho đội Mèo Vàng. Cổ động viên đang rất là nhiệt tình cổ vũ cho đội Mèo Vạc. Cố lên! Cố lên! Thành phần thi của mình. Đội cứ tưởng đá lợn là đá lấy con lợn đây. Nope. Mẹ ơi, cố lên. Cố lên. Xin mời đội xin ái cử một vòng đồng viên bóng đá và đội bảo lạc chúng ta cử 5 vận động viên vào. Nhảy cao lên. Chạy cũng vậy. Cố lên. Ra ngoài loại nhá. Cố lên. Xin mời thị trấn vào được không? Từ thị trấn vào hôm nay. Và rồi là chúng ta quay cử một vòng đồng viên vào đá. Người phép chạm thôi, không được phép kéo người đâu nhá. Chỉ được phép chạm vào vai người, không được phép kéo. Nhảy
không khác gì kangaroo. Hết thời gian. Khả năng trả lời nữa chơi gì? Xin mời đội lúng túng và đội xin cái. Đội lúng túng sẽ vào đá trước và đội xin cái sẽ là người chơi. Cố lên. Ác thế. Còn hơn nhảy bóp ấy. Cố lên. Xin chào anh, cử một vận động viên vào. Đây vào đây, các anh, có vào đây. Xin mời đội lúng túng vào.